Ăn xe quá hay. Ủa là Hả? Ủa là Quay đuổi. Xin chào nhá. Hôm nay đi xem bà con nhặt ốc. Đấy. Này, cô này đang nhặt dưới này này. Dưới nước tối. Quay xuống dưới nước tối chậm. Ba em đang ở bên kia nữa. Nếu chỉ trên này nó bảo run lắm rồi. Lạnh lắm. Anh dưới này. Chào anh ạ. Xin chào nha. Anh nhạc ông này bình quân ngày được bao nhiêu? À, ngày thì bình quân cũng được 100 anh ạ. 100 à? Và 100 là ít đấy nhỉ? nói chung là ở đây thì 100 là nhiều lắm anh ạ. À thế Và à? còn Lạnh à, không? mình đi làm thuê thì có ngày người ta chỉ có thuê 50 80 nghìn thôi. À Và thế thì dân đây làm kiếm tiền hơi vất đấy nhỉ? so với khu khác thì ở đây cũng có nhiều khu nó cũng còn khó hơn một tí nữa, nhưng mà À đây so với thành phố thì đúng là kém hơn nhiều thật ạ. vâng Ngày thì đấy, cái này cả buổi chiều hôm nay em được cái tóm cái túm này này. à chiều nay anh vừa ra nhà à? Và Thế em thấy dưới kia mấy à, túi dưới kia của anh nhỉ? dưới kia là của mấy cái bà nó ra từ sáng rồi. À thế à? Còn tôi thì chiều nay mới xuống, xong là mới nhận được cả buổi chiều nay được cái túm này thôi. À thế ốc đây nhặt xong là có người ra mua luôn à hay là mang đi bán đâu À anh? không, cái này mình nhặt xong là mình phải lấy xe máy từ chợ đi hơn là 30 cây số nữa mới đến cái chỗ bán ấy. Và À thế à? Vâng, cảm ơn anh nhá. dạ. Thế mới bảo ông dưới này. Đấy. Đây được một túi này. Nhưng mà xem gần xuống dưới nó tối quá nhỉ, không nhìn thấy. Đấy, ốc này ngon lắm ạ, ốc sông. Túi bên này nó sẽ được nhiều. Ây da, túi này nhiều phết đấy. Túi này xem thế rồi gần chục cân rồi. Đấy, đây nữa này. Túi cái đây nữa. Đây anh em ạ. Đây là ốc sông. Ngon lắm. Túi bên này nữa. Ê à, mang cả trẻ con ra trông con à? Cu ơi. Cu, đi học chưa? Hả? Này, em say ngủ lắm rồi. Này, em ngủ rồi kìa. Cu ơi. Cu. Học chưa? Học mẫu giáo chưa? Ngại nhỉ. Làm gì đấy bế? Hả? Làm gì đấy? Bẩn hết rồi kìa. Đi học chưa? Bế ơi. Đi học chưa? Học mẫu giáo chưa? Hả? Ừ.